trong chiếc bánh kính chào quý ông bà anh chị em cha tân liên tiếp biện hộ về anh cây cỏ mang hạt giống cha tường cha tân còn dùng giáo lý phật pháp từ bi để mà biện giải cho cha tường hướng giải thích của cha tân ngày càng đi xa hơn về giáo lý công giáo và đức tin công giáo theo ý kiến một giáo dân thì cảnh báo về một linh mục lạc giáo ly giáo phản giáo là tự động bị vạ tuyệt thông tiền kết không cần phải bị công khai ra vạ bởi giáo quyền đâu một khi Linh Mục ủng hộ điều đó là đã tự động tách ra khỏi giáo hội bị vạ rồi. Một Linh Mục không thể nào không biết điều này. Cái mất của cha Phi Rô, Nguyễn Văn Tường tưởng như đã khép lại một biến cố đáng tiếc của giáo phận Vĩnh Long nói riêng, của giáo hội Việt Nam nói chung. Nhưng thực sự thì tác hại vẫn còn và dường như nó có phần ồn ào hơn, nguy hại hơn. Nhất là khi tôi đọc được những bài viết của Linh Mục Nguyễn Duy Tân Giáo dân quen như mười lúa tôi có không hiểu hay hiểu sai kinh thánh thì còn có thể châm chế được, nhưng một đinh mục mà không thấy sự sai trái của cha tường, khiến bị bạ tuyệt thông mà còn tâm đắc với cha tường, tiếp tay cha tường để truyền bá những điều sai tính lý thì đó là chuyện không hề nhỏ chút nào. Cho nên Mười Lúa bật máy viết nữa, viết không nhắm cha Tân mà cho những ai quan tâm đến vấn đề lạc giáo để chọn cho mình một thái độ rõ ràng dứt khoát, tuyệt bảo vệ đức tin tông truyền là bổn phận của mọi tín hữu mà. Chỉ mấy câu ngắn gọn sau đây của cha Tân trên Facebook đã quá đủ để mười lúa kết luận cha Tân cùng phe với cha Tường là một linh mục lạc giáo và vạ tuyệt thông tự động thành. Cho dù giáo quyền chưa công bố, quý vị nào muốn tìm hiểu tại sao tôi dám nói cha Tân như vậy thì xin đọc bài, đọc kinh thánh để biết lý do vì nó dài quá không thể lặp lại hay cấp đi bỏ lên đây được. Cha Tân viết ăn cây cỏ mang hạt giống là một hình thức rao giảng lời Chúa. Theo bạn thì đúng hay sai? Cha Tân hoàn toàn đồng ý với cách giảng dạy của cha Tường. Vậy là quá đủ để kết luận, chứ không phải tôi hàm hồ hay ác cảm gì cha Tân đâu. Chuyện đạo thì sao? Một người công giáo bình thường thôi. Khi binh hay chống ai? Khi phê phán hay tranh biện một vấn đề có liên quan đến đạo mà không có cái nhìn đức tin, không đặt niềm tin vào giáo hội và tệ hại hơn nữa là không lấy tin mừng do chính Chúa Giêsu ngôi hai gián trần truyền dạy làm tâm điểm làm hệ quy chiếu thì họ đâu có khác gì một người không biết không theo đạo Công giáo không dựa vào tiêu chuẩn này có nghĩa là dùng tiêu chuẩn của đời thường hay một tiêu chuẩn nào khác thì những phán đoán phê bình đều trước quốc với vấn đề mười lúa đã và đang viết dùng cảm tính để phê phán càng chứng tỏ mình không có trình độ lý luận cho nên quý vị vào nhà mười lúa tranh biện nhất định phải dùng hệ quy chiếu này mười lúa dùng tin mừng dùng giáo lý của đạo công giáo để viết về đạo công giáo quý vị đem lý lẽ đời thường vào để tranh biện thì nó trước quốc cha tân đem giáo lý của bất cứ tôn giáo nào vào để tranh biện cũng trước quốc luôn vì đó không phải là hệ quy chiếu cho vấn đề dùng lý lẽ đời thường quý vị không phải là người công giáo dùng giáo lý nhà phật quý vị là phật tử chứ không phải tín hữu công giáo. Phật tử có niềm tin của Phật tử, tín hữu công giáo có niềm tin của tín hữu công giáo. Mỗi tôn giáo có giáo lý và giáo luật cho riêng mình. Đừng lấy rau ong cắm đầm bà, kiểu cha Tân đang xài. Khi tôi đọc những bài viết của cha Tân, tôi bị sốc. Ngài cần được mọi người cầu nguyện như đã từng cầu nguyện cho cha Tường. Nếu chúng ta không muốn có thêm một linh mục lạc giáo, hay tệ hơn nữa là một ly giáo mới, với một giáo điều hết sức lạ lùng chỉ ăn rau cỏ mang hạt giống và mọi cây trái mang hạt giống, không được ăn động vật có máu. Tôi viết rất nghiêm chỉnh, có suy nghĩ chính chắn và nhất là có cầu nguyện, tôi dĩ nhiên cũng không một chút sợ đụng chạm bất cứ ai, dù là một linh mục như cha Tân, bởi vì tôi cảm thấy có bổn phận phải biết, phải lên tiếng, phải bảo vệ đức tin tông truyền, không riêng gì cho mình, mà còn cho nhiều tín hữu công giáo nữa. Tôi xin lặp lại một lần nữa, quý vị muốn phản biện xin giữ nguyên tắc tôi vừa nêu ở trên là dựa vào chính Chúa Giêsu, chính tinh mừng do Ngài rao giảng. Nếu chúng ta không có cùng một hệ quy chiếu, thì việc tranh luận, thì việc tranh biện sẽ giống như ông nói gà, bà nói vịt, chỉ mất giờ và vô ích. Tôi sẽ không tranh biện với những vị như vậy. Lời giảng dạy hay một bài viết của một linh mục sẽ tai hại không biết bao nhiêu mà nói và các vị ấy sẽ phải trả lời trước tòa chúa. Một người chơi Facebook bình thường những bài viết không có mấy người đọc, share thì tác hại không lớn lắm. Nhưng một linh mục như cha Tân, trong Facebook có hơn 4.000 mạng và số lượng người follow tới 64.000 thì tác hại vô cùng to lớn. Nên nhớ, lạc giáo, ly giáo, phản giáo là tự động bị vạ tuyệt thông tiền kết, không cần phải bị công khai ra vạ bởi giáo quyền đâu. Một khi mình đồng tình, mình theo, mình ủng hộ, mình tiếp tay phổ biến cho những sai trái của cha Tường, thì trước mặt Chúa, mình đã tự động tách ra khỏi giáo hội, bị vạ rồi. Một linh mục không thể nào không biết điều này. Những điều tôi viết, nếu bạn không đồng ý, cứ vào phản biện. Nên nhớ, ngoài nguyên tắc phải dùng những lý lẽ thuyết phục, dựa vào hệ quy chiếu là Chúa Giêsu là tin mừng do chính miệng Ngài rao giảng. Quý vị cũng chớ có dùng các chiêu thức ngụy biện. Qua bài mới nhất, anh chay bên đạo Phật của cha Tân vừa đăng nói cho người đọc cảm nghĩ cha là một nhà sư đang đăng đàn thuyết pháp chứ cha không phải là một linh mục đang đứng trên tòa giảng để giảng kinh thánh tôi không thấy cha trích kinh thánh để biện giải rằng ăn thực vật kiên ăn động vật có máu là ý chúa muốn mà phải đi mượn giáo lý nhà phật kho tàng kinh thánh thần học trong đạo mình vô cùng phong phú cha không tìm ra được chỗ nào chính chúa giêsu giảng dạy phải ăn cây cỏ mang hạt giống và không được ăn động vật có máu nên phải mượn giáo lý nhà phật đức phật dạy chuyện gì là chuyện của đức phật của giáo lý nhà phật của đạo phật sao lại đem vào để biện minh cho việc giảng dạy sai trái của cha tường chúa và giáo huấn của chúa mới là hệ quy chiếu cha dùng một hệ quy chiếu khác thì cha không còn thuộc về giáo hội công giáo nữa không nói cha tân lạc giáo thì phải dùng từ nào cho chính xác tôi không ngồi đây phân tích từng câu từng chữ cha tân dùng trong bài viết ở trên ai muốn đọc thì cứ vô nhà cha tân đọc cho rõ chỉ một điểm mấu chốt trong việc cha Tân dùng hệ quy chiếu đã thêm một yếu tố quá đủ để kết luận cha Tân là một linh mục lạc giáo. Cha chỉ cần bỏ áo trùng thăm, cạo đầu, mặc cà sa thì sẽ là một nhà sư đúng nghĩa 100%. Con xin cha hãy cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho cha. Con đã và đang cầu nguyện cho cha. Cha Tường mở phòng khám bệnh miễn phí, là người có lòng bác ái, thương người, công đức vô lượng nên chết có hàng ngàn người thương tiếc đưa tiễn là điều tốt, nhưng đó hoàn toàn không phải lý do để biện hộ cho việc lạc giáo của cha tường. Cho dù cha tường có thật sự là thần y dùng cháo nano chữa được ung thư thiệt, được giải Nobel y học vì đã phát minh ra phương pháp trị được chứng nan y của thời đại đi chăng nữa và được vinh danh trên cả thế giới, thì đó cũng không phải là lý do để biện hộ cho việc lạc giáo của mình. Chúi cho cha tường có cơ hội nhận lạnh bí tích sau cùng, được tha vạ, đó là lòng nhân từ của Chúa, nhưng tôi đã từng viết trong bài Lòng nhân từ của Chúa, Cha Tân, những người tin và theo Cha Tường, chớ có ý lại vào lòng nhân từ của Chúa, bởi vì chưa chắc có ai có được cơ hội như Cha Tường đâu. Thời buổi này không còn bơm đạn, nhưng tai nạn giao thông xảy ra từng giây ở khắp mọi nơi. Giả dụ, có thằng đi nào đó hay thằng say rượu, lái xe bạc mạng, đụng cái rầm, xe nát, người cũng nát như tương, thử hỏi mình có được một tích tắc để ăn năn tội hay không. Trong giây phút đó, cũng không có một linh mục nào từ trời rớt xuống để ban bí tích, để giải vạ đâu. Tôi biết như vậy chỉ là một lời cảnh tỉnh, chứ không có ý trù ẻo ai cả. Đừng có chủ quan hay ỷ lại lòng nhân từ của Chúa. Hãy ghi nhớ câu sau cùng của bài tin mừng Chúa Nhật vừa rồi về dụ ngôn các trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào Đúng 100% lời Chúa. Chớ mười lúa không có hù ai cả.